Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Phạm Xuân Minh, anh em Đỗ Quang Huy, anh em Trần Mạnh, anh em Nguyễn Thân Trọng, anh em Chơi Khuya, anh em Tuấn Nghĩa, anh em Quốc Phong và cuối cùng là anh em Duy Bùi. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Anh em thân mến, ở thời điểm hiện tại, ngoài việc anh em ủng hộ kênh bằng cách donate cũng như là đăng ký hội viên cho kênh, thì anh em có thể mua hàng ở trên giỏ hàng affiliate ở kênh để ủng hộ cho tôi nhé anh em nhé. Và ngày hôm nay tôi bán một cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe, mật ong hoa cà phê, từ cái thương hiệu rất là nổi tiếng Tiệm Phố Núi. Anh em có thể search để tìm hiểu thêm thông tin về cái thương hiệu này anh em nhé. Đây là một cái thương hiệu đã lâu đời rồi, rất có uy tín trong cái thị trường bán mật ong. Và ngày hôm nay sẽ có một cái deal rất là khủng. Nhân dịp 11 tháng 11 sắp tới, nhãn hàng có giảm giá từ 120k cho 1 lít mật ong nguyên chất, giảm xuống còn 99k trên 1 lít anh em nhé. Anh em sẽ được giảm 20k cho cái nhãn hàng. Nhãn hàng sẽ giảm cho anh em ở trên Shopee. Tuy nhiên, với kênh của tôi thì anh em sau khi anh em ấn vào trên cái đường link affiliate, anh em sẽ còn được giảm thêm 10k nữa anh em nhé. Nó chỉ còn có 89k thôi. Đấy, đây là một cái mức giá rất là tuyệt vời mà tôi đã deal được với nhãn hàng anh em nhé. Rất là ok luôn. Nhất là đối với các anh em có nhu cầu mua mật ong để bồi bổ cho sức khỏe. Mật ong hoa cà phê từ thương hiệu Tiệm Phố Núi, 100% là nguyên chất anh em nhé. Công dụng của mật ong thì anh em cũng đã biết rồi, tăng cường hệ miễn dịch này, cải thiện giấc ngủ và sức khỏe, rất là tốt với người già như tôi chẳng hạn, rất là sợ đột quỵ luôn. Đấy, nên là mua mật ong cái đợt này là mua là thực ra là sắm cho tôi đấy, sau đó là mới bán cho anh em. Đợt gần đây thì một trong những cái người anh mà tôi chơi đã ra đi mãi mãi vì bị đột quỵ anh em ạ, nên là tôi hơi rén. Đợt này tôi hơi rén nên là những cái thực phẩm hay là cái thức ăn nó giảm cái nguy cơ đột quỵ thì tôi thường là tôi sẽ chú trọng vào tôi mua. Đặc biệt là mật ong thì nó rất là dễ kiếm đấy, rất là dễ để có thể mua được, nên là tôi quyết định là tôi mua mật ong về tôi bồi bổ sức khỏe. Và đợt gần đây thì cũng đến cái mùa đông ấy, ở Hà Nội thì thường cái giọng của tôi phải nói nhiều mà đúng không? Đấy, tôi làm clip cho anh em thì tôi cũng phải nói rất nhiều, nên là tôi cũng mua mật ong tôi uống vào buổi sáng sớm, pha với cả gừng uống cho nó đỡ bị ho, cho giọng nó thông. Đấy, anh em thấy là mấy ngày hôm trước ấy, giọng của tôi nó khàn khàn đúng không, hay là nó hơi khục khặc một tí đấy. Và cái đợt này anh em thấy là giọng của tôi nó trong trở lại rồi, đó là vì là nguyên cái tuần vừa rồi buổi sáng là tôi uống mật ong chanh, mật ong pha gừng đấy anh em, không dùng thuốc luôn nhá, không uống bất cứ một cái loại kháng sinh nào luôn. Cái đợt vừa rồi là tôi đau họng cực kỳ luôn, anh em thấy là có những cái video clip khục khặc và giọng rất là yếu đấy. Và không hề uống thuốc, chỉ một tuần buổi sáng dậy là uống một cốc nước ấm pha với mật ong chanh hoặc là mật ong gừng là bây giờ là khỏi hẳn. Đấy, giọng là ok luôn, rất là thông họng luôn ấy, không có bây giờ không có khục khặc, không có khó chịu ở trong cổ nữa rồi, nói chuyện rất là dễ dàng với anh em. Đấy, quá tuyệt vời đúng không anh em? Đấy, nên anh em nào mà muốn chăm lo đến cái sức khỏe đợt này, anh em có thể mua mật ong đi nhá, mua luôn đi, bởi vì là tôi chỉ bán với cái giá này được trong 3 ngày thôi anh em nhá. Đến cái ngày 13 tháng 11 là cái chương trình này nó sẽ kết thúc. Và anh em chú ý này, ấn vào link affiliate để được giảm thêm 10k anh em nhá. Còn trong trường hợp ấy mà anh em ấn vào link affiliate mà anh em vẫn phải mua với cái giá là 99k, không sao hết. Tôi sẽ đưa cho anh em cái mã giảm giá ở trên kênh nhá. Mã này là tôi deal độc quyền với cả nhà sản xuất luôn. Đấy, anh em có thể nhập cái mã này, tôi để trên màn hình anh em nhá. Anh em sẽ được giảm thêm 10k nữa. Anh em chỉ phải mua 1 lít mật ong với giá 89k thôi. Ok nha anh em nhá. Hết quảng cáo rồi đấy anh em ạ. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói tiếp nha anh em nhá. Về cái vấn đề mật ong và sức khỏe ấy, thì cái đợt này ấy, thực ra là cũng muốn là chăm chút hơn cho sức khỏe. Thế là tôi đăng ký tập thể hình, tập tạ. Đấy, và anh em mà đi tập thể hình chuyên nghiệp ấy, hoặc anh em tập lâu rồi, anh em muốn next level thì chắc anh em cũng đã biết là trước khi tập thì chúng ta sẽ phải dùng free workout để cho tập nó khỏe hơn, tập nó hăng hơn. Thì ở đây tôi mua mật ong, nó thay thế cho free workout. Và nó là một cái nguyên vật liệu tự nhiên, rẻ tiền hơn so với free workout. Bây giờ mua free workout ở trên thị trường ấy, nó bán cũng cỡ đâu đấy khoảng 500k, 600k cho một hộp, dùng được khoảng 100 lần.
Thì thay vào đấy tôi có một cái công thức tự nhiên mà muốn chia sẻ cho anh em có thể sử dụng để uống trước mỗi cái buổi tập, tăng cái năng lượng tập, tập được khỏe hơn và dai sức hơn. Đấy là chúng ta sẽ sử dụng mật ong kết hợp với chanh, muối, gừng và nước. Đấy, pha vào cái hỗn hợp đấy vào với nhau và chúng ta uống trước cái buổi tập. Chúng ta sẽ tập rất là khỏe anh em nhé. Vừa là nguyên vật liệu tự nhiên thay thế được cho cái free workout rất là tốn tiền, tốn kém. Đấy, cái tiền đấy anh em bỏ vào, anh em mua whey protein, anh em đắp vào người, nó ok hơn rất là nhiều nha anh em nhé. Đây là một cái chút chia sẻ riêng bản thân tôi thôi, cá nhân đấy, chứ không quảng cáo nha anh em nhé. Cái này là không quảng cáo tí nào luôn. Một chút chia sẻ cho tình hình sức khỏe của tôi, cũng như là cho anh em, sức khỏe của anh em nó sẽ tốt hơn. Rồi, ok. Hôm nay chơi gì đây? Dạo gần đây thì nói chung ấy là Warrior nó cũng comeback trở lại. Nhưng cái bộ beat nó thực sự nó là một con quái vật ở trong rank anh em ạ. Và trong giải đấu Championship nó cũng như vậy luôn. Nhà nhà chơi beat, người người chơi beat. Thực sự là nó quá đông người chơi beat khiến cho cái meta nó hơi một màu. Và Championship đợt này phải nói là không hay lắm. Không hay do nhiều người chơi beat quá. Thực sự là Warrior thì nó counter được vào beat đấy. Nhưng mà nó counter nó phải giai đoạn sau anh em ạ. Chứ còn cái giai đoạn mà beat nó khỏe, Warrior nó vẫn chưa là cái gì cả anh em ạ. Nhất là cái bọn beat siêu rẻ nó cũng không ngán cái phản của Warrior đâu. Không ngán một tí nào luôn. Đấy. Thế nên là bây giờ cảm giác chơi rank nó không hay lắm nhỉ anh em nhỉ. Có lẽ là phải đợi cái update thay đổi một chút nữa. Chứ còn bây giờ ở giữa game chưa thấy cái bộ nào có thể cản được cái bộ beat cả. Ngày trước thì nó có cái bộ 9 phe giờ này, nó có cái bộ bộ creator. Nhưng mà bây giờ hai cái bộ đấy bây giờ không chơi được nữa rồi. 9 phe giờ bây giờ quá yếu. Quá yếu luôn. Giảm cái phần trăm né tránh này, xong rồi lại còn chỉ có những cái con phe giờ mới được hưởng cái hiệu ứng hoa bóng. Thì là gần như là cái bộ đấy xuống hố rồi. Ở trong cái bộ đấy nó chỉ có 3 con thôi. Trong cái bộ fake nó chỉ có 3 con phe giờ thôi anh em ạ. Đấy là cái con cây và hai con nữa để kết hợp vào, để làm cho cái bộ đấy nó thành cái bộ fake. Thì hỏi làm sao mà hóa được nhiều bóng đây, để mà cản được cái bộ siêu đẻ đây. Ngày trước ấy, con nào nó cũng hóa được bóng thì nó khác. Bây giờ chỉ có con cây được thôi. Rất là khó chơi. Ở phía trên ấy. Còn ở phía dưới thì có thêm con thỏ với cả con wing. Thì nói chung là hai cái con đấy nó ở phía dưới, nó đứng tít ở dưới thì nó cũng chả ảnh hưởng gì. Đến cái phần bên trên nên con cây nó hứng chịu quá nhiều đam anh em ạ. Mà cây hứng chịu nhiều đam thì dẫn tới là cái việc là ăn đòn nhanh, là chết sớm. Đấy, nó khó chịu ở cái chỗ đấy. Rồi thì bộ creator thì bây giờ úp lồng không còn đứng im một nữa rồi. Đấy, mà đứng im trong lồng thì vẫn gọi đệ được. Beat nó vẫn gọi đệ được thì nó đấm mỗi con một phát thôi mà. Nó đâu phải cần phải đấm nhiều đâu mà phải giảm tốc độ làm cái gì. Đúng không? Mỗi con chỉ cần vả một phát thôi là chết rồi. Nên là Greater bây giờ là gặp Beat là cũng gọi ông bố luôn. Đấy, Aegisit thì cũng thế. Aegisit cũng counter vào Beat thì bây giờ cũng yếu rồi. Anh em thấy là Aegisit bây giờ cũng có ai mấy ai chơi đâu. Yếu quá rồi anh em ạ. Giảm sức mạnh của con gì nhỉ? Giảm sức mạnh của Mueta. Đấy. Thì là cái bộ Aegisit là cũng không còn ai chơi nữa. Vậy là ba cái như cái bộ counter vào Beat là không còn ai chơi nữa. Khiến cho là cái bộ Beat thực sự là bây giờ nó quá mạnh. Còn cái bộ Warrior thì nó ăn được bộ Beat đấy, nhưng mà nó phải late game cơ. Hay là một vài cái bộ khác ăn được bộ Beat. Ví dụ như bộ gót đỏ kết hợp với Storm Shaman gậy xanh chẳng hạn. Thì chắc chắn là ăn được Beat, nhưng mà nó phải là cực kỳ là siêu late game. Và con Storm Shaman ấy nó phải có gậy xanh. Hoặc là chí ít không có gậy xanh thì nó cũng phải lên được 2 sao thì nó mới ăn được. Mà đến cái tầm mà như thế ấy, có gậy xanh hoặc là lên 2 sao ấy, thì ra được Storm Shaman nó đã khó rồi. Chứ còn đừng có nói là chơi gót đỏ mà sống được đến late game để mà lên được 2 sao Storm Shaman. Quá khó anh em ạ. Ra đã khó rồi chứ đừng có nói lên 2 sao nhá. Mà ra được gậy xanh thì nó còn hên xui. Đấy, gót đỏ mà không ra được cái con Storm Shaman ấy thì xác định là đẩy nó tràn nhà luôn. Quá khủng khiếp. Một vài cái bộ khác thì vẫn ăn được nhưng mà khó lắm. Để mà nói là bộ nào xây dựng dễ hơn thì rõ ràng là Beat xây dựng quá dễ rồi. Quá nhiều Beat. Bây giờ Ngộ Không xuống 4 tiền nữa chứ. Quá dễ để có thể form được đủ bộ Beat. Thằng này Beat này. Thằng này khả năng là Beat là cao. Đấy, còn bây giờ bảo sống sót đến late game thì nó lại câu chuyện khác.
Nếu mà đến late game thì nhiều bộ ăn được beat, nhiều bộ ăn được. Nhưng mà phải late game cơ. Mà bây giờ late game nó khó lắm. Làm láo mà sống ở late game với cái bọn beat đây. Chưa kể nhá, là một nhà beat thì không sao, nhưng mà bây giờ ấy nó là 8 nhà beat. không, là 8 hơi quá, 6 nhà beat. 6 nhà beat là gồm có cả bản thân anh em nữa, cả cũng chơi beat ấy. Đấy, còn nếu mà anh em không chơi beat thì anh em cũng sẽ là một mình anh em không chơi beat và một thằng không biết meta, không chơi beat, bị out meta. Còn lại là 6 thằng còn lại là chơi beat. Thì anh em đỡ làm sao được cái tốc độ đẩy như thế, đúng không? Đẩy cực kỳ kinh khủng luôn. Anh em gặp mỗi round anh em bị beat cộng sách ấy, nó sẽ phải đẩy 20 máu, 30 máu. Nó là bình thường. Đấy, đẩy với một cái số lượng máu nhiều như thế thì làm sao mà sống ở lên late game đây. Khó lắm anh em ạ. Tôi thấy tôi chơi đánh giải nhá, mà trận đấu nó chỉ kết thúc ở round 30, cùng lắm là đến 36 là hết rồi, không thể làm quá được cái 36. Chưa thấy trận đấu nào kéo đến 40 luôn ấy. Thế còn trung bình thì nó khoảng 32 round. Nhanh thì nó là 28 round. Thậm chí còn chưa là round 30. Bởi vì là làm sao? Bởi vì là bình thường là round 15 là đã lấy được cái sách rồi. Round 15 là đổi được sách rồi. Đấy, sớm thì là 15, còn muộn thì là 20. Là lấy được sách rồi. Nhà nào mà lấy sách được ở round 15 thì thôi xác định luôn. Đấy, còn round 20 lấy sách thì cũng quá là kinh khủng đúng không anh em? 20 mà ra được quyển sách thì là đẩy hết rồi còn gì nữa. Đấy, còn nếu mà đánh tiếp thì đến 25 thì thế nào thì cũng có sách thôi. Kiểu gì thì cũng có sách. Nếu mà chơi beat nó cứ đổi không được thì nó đổi tiếp. Thế nên là bây giờ là toàn là beat cộng sách rồi anh em ạ. Beat sách RO. Nó khiến cho cái meta này nó cực kỳ nhanh luôn anh em ạ. Nó nhanh lắm. Đấy, và bây giờ nếu mà nó nhanh như thế thì chúng ta cũng phải nhanh cùng thôi. Cũng phải chơi những cái bộ nó form sớm nhanh cùng thôi. Thì bây giờ nhanh cùng thì nó chỉ có những cái bộ fake như là fake warrior, hay là fake feather, hay fake 9m. Đấy là những cái bộ mà chúng ta có thể chơi để chúng ta cân lại được. Còn những cái bộ khác thì nó khó lắm. Những cái bộ mà đánh late game mà phải đánh ở level 9, level 10, như là cái bộ Aegisid là gần như là bây giờ người ta không chơi được nữa rồi. Aegisid không chơi được đâu anh em. Aegisid nó cũng không bắt lạt được với beat nữa ấy. Beat bây giờ có sách là gần như là Aegisid là không có cửa rồi. Đấy, mà cái bộ đấy đánh là còn phải up cấp lên đánh ở level 9 cơ. Chất tướng của nó không cao. Bây giờ anh em kiếm được cái thằng chơi Aegisid cũng khó, khó lắm. Trên này tôi đang có ý định là tôi câu ra con gấu Saman anh em ạ, để tôi chơi Saman. Trên này thì ở trong truyền thuyết tôi thấy là có con Storm Saman và con mèo ấy. Bây giờ chỉ cần lổ ra con gấu Saman thôi là chúng ta có thể chơi 6 Saman hàng Ryu. Đấy, 6 Saman hàng Ryu là ok nha anh em nhé. Nhưng mà tôi quyết định là tôi sẽ kích hoạt gấu bằng việc là chơi kích hoạt bằng Wizard để kích hoạt luôn hai gấu luôn. Do nó không lổ ra gấu nên bây giờ tôi sẽ kích hoạt hai gấu bằng cái kiểu đấy. Khi nào mà lổ ra gấu thì chúng ta sẽ bỏ ra nha anh em nhé. Chúng ta sẽ bỏ Wizard ra. Ok. Dao này lấy cái búa xét đi. Đánh như này là hơi liều ấy. Bởi vì là chúng ta sẽ không eco mà chúng ta sẽ đánh theo kiểu là chúng ta sẽ vẫn thua thôi. Để như này là sẽ kích hoạt được hai gấu. Nhưng mà khá là yếu đấy. Khá là yếu. Đây gọi là hy sinh để làm content đấy. Chứ còn bây giờ bỏ hai mèo vào thì giữ máu ngon rồi. Ui thằng này đã 6 Glacier rồi này. À bây giờ cái bộ 6 Glacier cũng rất ngon nhá. Bởi vì 6 Glacier chúng ta có con Lancer. Bây giờ nó xuống 3 tiền rồi. Nó rất là dễ chơi. Đấy. Lancer xuống 3 tiền nó chơi 6 Glacier ngon luôn. Berserker bây giờ lên 5 tiền. Trong truyền thuyết trận này là cũng có Berserker. Cái nhà 6 Glacier late game là có thể kẹp Berserker 5 tiền vào nữa. Kết hợp với cả mèo cũng ngon luôn. Trận này chơi 6 Glacier cũng ngon. Ok. Trận này mới ra đúng cái con Deflector thôi. Chưa thấy thêm một con Saman nào nữa nhỉ. Máu bây giờ đang tụt rất là thảm ở đây nhá.
65 máu. Khá thảm. Trên này vẫn có Aegis này. Đây à. Vẫn có thằng chơi Aegis này. Đau thật đấy. Máu tụt thấp quá rồi. Không biết là có lên được 9 không nhỉ? Chắc không. Lên 8 rồi roll luôn thôi. Đen nhỉ? Không ra luôn. Cay thật. Lên 8 đi. Tại sao ở lên 8? Bởi vì nó có cái cơ hội là nó sẽ ra cái con Shaman anh em ạ. Nó sẽ ra con Shaman. Bởi vì tôi kết hợp hai gấu ấy. Nên bây giờ tôi vứt thêm con Shaman vào nữa. Chúng ta sẽ có cơ hội là gọi ra một cái con Shaman 5 đô 12%. Lava Shaman này. Chuyện này đen rồi đấy. Ui tôi chết rồi. Còn có 44 máu anh em ạ. Sợ thật. Hỏng rồi. Tôi sẽ cố gắng lốt ra này anh em nhé. Thử vận may đúng cái đao cuối. Đao 19, 20 thì chắc chắn là không thể để đội hình này được rồi anh em ạ. Để như này toang quánh ngay. Đấy, chúng ta bắt buộc chúng ta phải chuyển sang Shaman vào cái đao sau thôi. Sẽ chơi 6 Shaman luôn, 6 Shaman fake. Và chúng ta sẽ bắt buộc là phải chơi fake ở trận đấu này rồi. Và chúng ta sẽ không tận dụng được cái con mèo nữa. Con mèo chơi nó không chơi fake được anh em ạ. Ây à, phải chơi gì nhỉ? Tôi chết tôi rồi. Máu thấp quá rồi. Ui cũng nổ ra gấu nhưng mà lại là con gấu đù. Thế có A đù không như vậy. Chán thật đấy, đen thật đấy. Thôi bây giờ phải bỏ gấu ra thôi. À bỏ gấu ra thôi. Đồ chuyển hết cho Shaman cầm anh em nhá. Mấy con Shaman này khi mà nó hóa thì nó sẽ thành cái con mà nó hóa cả đồ luôn. Nó sẽ cầm đồ và nó đánh với cả những con quái. Nhưng mà phải tiêu diệt quái trước 20 giây nha anh em nhá. Chứ còn mà tiêu diệt quái sau 20 giây thì là toang ấy. Shaman nó sẽ biến mất và chúng ta sẽ thua. Ui biến là cái con gì đấy. À được 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 được. Ok. Biến ra Shadow. Shadow cầm đồ được rồi. Cứ biến ra mấy cái con co là hay. Rồi bây giờ tôi roll luôn anh em ạ. Không lên được 9 đâu. Roll kiếm Shaman cái đã. Thunder 2 à? Thunder 2. Thôi cứ chơi tạm anh em nhé. Con này sẽ thay sau. Con này nhưng mà bây giờ phải có. Bây giờ phải có một con ở hàng trên. Shaman mà không có con nào ở hàng trên là nguy hiểm lắm. Ok, này cầm đánh thôi. Trên này chơi fake thì có khi là cũng không chơi được con heo. Trên này nó mà chơi fake thì khả năng là sẽ không chơi được heo đâu. Chúng ta phải kẹp đỏ vào. Nó sẽ bị vướng cái bộ đỏ. Ăn được thằng này không? Khó khó. Lancer bắn cháy nhá.
Ui, nhìn đồ của nó này. Thế giới thật sự. Tôi sắp đi rồi anh em ơi. Dã man. Này chắc up cấp lên 9 nhỉ. Lên 9 đi. Heo có khi cũng chả cần. Bây giờ nó bị vướng cái bộ đỏ vào ấy, anh em ạ. Thôi rồi. Chơi Shaman Fake này có thể là cái giai đoạn này chúng ta khá là khỏe đấy anh em. Ok rồi đấy. Bắt đầu từ bây giờ là khả năng là tôi sẽ chơi được. Tôi chỉ cần ra được cái con 4 tiền thôi. Ra Shaman 4 tiền là khỏe. Phải chưa? Đấy, đấm được cả thằng có con gấu mết 2 sao này. Gấu mết 2 sao được á. Nôn tiếp đi anh em nhá. Bây giờ phải có 2 sao đã. Shaman 2 sao rồi mới tính được. Giờ có dậy chết rồi anh em ạ. Con này có lui nữa không nhỉ? Hay tí nữa thay hết bằng Shaman. Thay hết bằng Shaman cũng được nhá. Nhưng mà tí nữa chúng ta chơi chúng ta chỉ toàn cho Shaman vào thôi. Như thế nó có một cái là nếu mà Shaman mà hết 20 giây ấy, thì nó sẽ bị tự thua đấy. Nếu chúng ta để thêm một vài con nữa vào thì khả năng là chúng ta vẫn có thể ăn được đối thủ. Giao già 2 sao nhưng vẫn thua 9 warrior. Cay thật. Thôi chết rồi. Có 13 máu á. Hỏng rồi. Vậy là round sau đi à. Điều thế nhở. Thôi luôn thôi anh em ơi. Sắp đi rồi. Lava Shaman lên 2 sao đi. Ui Storm này. Được. Ok Storm Shaman thì thay. Rồi, gặp lại chính Warrior. Bây giờ ăn được không? Có khác biệt không? Ú. Được luôn. Úi giời anh em ơi. Cắt được chuối ạ. Thề. Tự nhiên lại khỏe. Cắt được chuối khá là dài luôn á. Có tiền là lên 10 luôn nhá. Lên 10 thì kẹp cái gì vào nhỉ? Kẹp thêm một con Shaman nữa. Quá được luôn anh em ạ. Đấm một 9 warrior. Tầm này 6 Shaman nó khá là trùm đấy nhá. Do nó được hưởng rất là nhiều đồ. Đồ là đồ cam luôn đấy. Nói chung là bây giờ là đang chênh lệch về đồ nên là chúng ta khỏe. Chênh lệch về đồ và chênh lệch về sao tướng. Chúng ta sẽ gọi ra một con tướng 3 sao 4 tiền. Con Storm thì nó sẽ biến thành một cái con 5 đô 2 sao. Đấy. Còn cái con... con tư tế thì nó sẽ biến thành một con 4 đô 3 sao. Rất là khỏe. Gương à. Cái gương cũng được. Ơ mà cái gương này không biết là vào có biến luôn không nhỉ. Gương này vào nó có hóa được gương không hay là lại biến luôn là mất gương. Để từ từ test cho anh em luôn. Trên Shaman này thì thường thì chúng ta sẽ không có rèn đồ anh em nhé. Thường nó sẽ là như thế. Nếu mà có rèn ấy thì sẽ rèn đồ xanh dương là tối đa thôi. Chứ chúng ta không rèn những cái món đồ tím trở lên. Vì chúng ta chỉ cần rèn đồ xanh dương là chúng ta sẽ có đồ tím, à đồ cam rồi. Ok. Rồi, không có đồ gì cả, random nữa. Thiếu một món đồ.
Đó, con này cầm một xích luôn. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Ăn được rồi. Gọi ra con gấu mết 3 sao thì đỡ không sao được. Gấu mết 3 sao rồi, sói 3. Rất nhiều đồ. Vậy là 27 ở lên được rồi này. Up cấp lên. Ok. Ui đen nhờ. Thêm một con Sama nữa đi. Deflector vào. Được không? Được. Nói chung là chơi cái bộ này chỉ cần Sama thôi. Tí nữa nếu mà ra được con mèo ấy thì tôi sẽ thay 5 con Sama vào luôn. Đấy, vứt một con Wizard đi và vứt Doom luôn. Rất là ok đấy. Chơi là chơi được nhé. Này chơi Sivet kẹp với cả Mết à. Ui biến được ra con Tabu ạ. Trông kìa. Tabu full đồ luôn đấy. Vẫn sống anh em ơi. 13 máu. Dã man. Người về từ cõi chết là có thật. Đang dễ chết đấy. Gặp Exit không biết có ăn được không nhỉ. Chưa gặp thằng Exit đâu. Thằng Warrior thì ăn được nhưng mà Exit thì chưa biết. Ngày trước thì cái bộ Sama nó khá là counter và Exit đấy. Còn bây giờ có counter hay không thì cũng chưa biết. Đồ bây giờ là tôi nghĩ là chỉ đổi đồ xanh dương thôi. Để cho cái con thị vệ của tôi. À sorry anh em. Con tư tế của tôi ấy, nó full đồ cam đi. Full đồ cam ở round 30 là nó sẽ là 6 đồ cam rồi. Lúc đấy nó có thể nó sẽ gánh được. Những cái món đồ xanh dương thì chúng ta sẽ cho Storm Shaman. Thì nó cũng sẽ biến thành những cái món đồ tím. Đấy. Storm Shaman thì nó sẽ biến thành một con 5 đô 2 sao. 5 đô 2 sao thì trong truyền thuyết ở trận đấu này cũng khá nhiều con khỏe. Biến ra cà lông à. Bắn thì cũng đau ấy. Được không? Ok nhưng mà sao hết giờ rồi. Ui trời ơi hết giờ tự thua ạ. Thề. Cay thật đấy. Hết giờ tự thua. Ăn được không? Khó. Nó còn có cấm đánh nữa. Thôi chết tôi rồi. À ôi, có 8 máu. Nếu mà chúng ta không kết liễu đối thủ trước 20 giây là chúng ta sẽ tự thua anh em nhé. Trận này đúng kiểu canh bạc luôn ấy. Vớ vẩn về top 5 luôn này. Top 6 luôn ấy, chả phải top 5 đâu. Có khi nào ra ngoài đi không nhỉ? Sợ thế. Vớ vẩn đi luôn ấy. Hy vọng là gặp cái đối thủ nào đấy nó nhẹ ký một tí. Tầm này chỉ sau một rao quái thôi là tôi lại đắp vào người một đống đồ luôn mà. Cứ qua cái bộ này này, cứ qua một rao quái là chúng ta sức mạnh chúng ta tăng gấp bội luôn. Nó không phải là chỉ là thêm được một cái món đồ tím mà nó là rất nhiều đồ tím và đồ cam. Sức mạnh tăng gấp bội luôn ấy. 6 Glacier này. Ăn được luôn. Ăn được luôn anh em ạ. Trời ơi. Biến ra con cáo ba với một đống đồ luôn. Vậy là thằng 6 Glacier sắp đi rồi cả. Hay. Ui rồi ơi. Quá tuyệt vời. Thế là coi như là rơi một cái món đồ cam sang cho tôi rồi đấy. Chúng ta lại đến một cái round quái. Rao này là cộng 1 cam 1 tím này. 1 cam 1 tím. Đấy, một món đồ xanh là cây thì chúng ta sẽ thành món đồ tím và một món đồ cam. Trong khi đối thủ là chỉ có được thêm một cái món đồ tím thôi ở rao này thôi. Rõ ràng là lượng đồ nó là khác biệt.
Tất nhiên là chỉ bây giờ là chúng ta có thể áp đảo đối thủ thôi, chứ còn late game thì không biết ở đâu. Late game đối thủ đủ đồ thì nó sẽ bật ngược lại đấy. Tốt nhất là nếu mà chơi Shaman thì kết thúc trận đấu sớm, trước round 34. Nhưng mà trận này có vẻ như không thể trước round 34 được. Cảm giác là khá là khó. Tôi tưởng là rau này là ra đồ xanh lá nhỉ? Không phải à? Đồ này chắc lấy cái áo tràng vua thôi, tăng kháng phép thôi, chứ còn mấy cái đồ khác thì cũng chả cần. Bán cái này đi. Đây. Đỡ phải lóc lại. Về căn bản là tí nữa cũng chuyển sang hết Shaman thôi, cũng chả phải giữ lại con Thunder làm gì cả. Thunder không cầm đồ được thì cũng yếu lắm. Rao này có thể lấy cái hộp ma thuật cũng được. Ok, chúng ta lại gặp lại cái thằng này. Ui, thằng này ra được hai con Lancer 2 sao kìa. Sắp lên 3 sao đấy. Còn rất nhiều tiền luôn nhá. Thằng này 50 tiền ở level 10 luôn. Lancer 3 sao thì không biết giết kiểu gì đấy. Già của tôi cầm 2 cái hết bắn cháy phết. Ok, nhưng mà vẫn thua. Tôi chết tôi rồi. Tức là cứ sau 20 giây ấy mà không giết được đối thủ là chúng ta sắp đi rồi đấy. Hỏng rồi. Berserker à? Bây giờ đồ này có chơi được con Berserker đâu. Mà quan trọng là khi mà cho con Berserker này vào thì nó lại dính cái bộ Glacier. Không được. Thôi bây giờ chỉ hy vọng ra được con mèo thôi. Mèo 5 đô á. Ra mèo 5 đô bán hết mấy cái con linh tinh đi, chỉ cho Shaman vào thôi. Khó chịu nhà. Tình hình vớ vẩn ra này đi luôn ý. Đấy đái thật. Gặp thằng Clay Human này thì có khi là chưa đi được. Có thể thắng. Nhưng mà phải thắng trước 20 giây nhá. Được không? Mày quá biến con ngựa ba anh em ạ. Ui mèo ra đi. Ra con Berserker 2 sao rồi ạ. Thật như thế luôn. Thực ra nếu mà chơi những cái bộ khác ấy, tôi có thể chuyển sang Warrior Fake. Nhưng mà cái bộ Shaman này thì nó chơi nó không như thế được anh em ạ. Cái bọn này nó chơi một mình một kiểu khác biệt. Đồ có đâu mà chơi Warrior Fake. Không có đồ. Chơi này chơi một mình một kiểu thôi. Đổi toàn đồ xanh dương. Lấy đâu ra đồ mà chơi Warrior Fake được. Mà bây giờ mà nếu mà đợi cái đao 35 mà để đổi đồ sang để chơi Warrior Fake ấy, thì lúc đấy là đi rồi. Nên là thôi, cố gắng roll ra con mèo thôi, cải thiện tình hình cái. Chứ còn cái tầm này mà chuyển sang Warrior Fake thì có khi còn si đá hơn ấy anh em ạ. Để nguyên cái này bọn nó còn khỏe. Mấy con Shaman nó biến hình nó còn có cơ hội nó tiêu diệt đối thủ. Đây là anh em này, anh em nhìn thấy không? Khỏe phết đấy. Đánh được nhà Exorcist rồi này. Đấy, con heo khỏe chưa? Thích nhất là biến ra con heo ấy. Biến ra con heo là gọi đệ ra là không bị biến mất đâu. Căng thẳng thật. Bốn máu lật kèo được không? Cực kỳ căng thẳng luôn anh em ạ. Vẫn chưa ra luôn. Cay nhờ. Ê không ra có khi đi luôn trong này không? Căng vậy. Sợ thế nhờ. Có khi nào đi luôn trong này không?
Gặp thằng Warrior không biết tiêu diệt kiểu gì luôn ấy. Chỉ cần mấy cái thằng châu châu nhây nhây tí thôi là thua. May quá, trận này biến đẹp anh em ạ. Hóa đẹp, hóa đẹp ăn rồi. Hóa ra Aquaman. Đó, có trừ giáp, được, 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 được. Hay quá, may thế. Sắp hết 20 giây rồi đấy. May thật sự. Ui, top 3 rồi anh em ơi, không thể tin được luôn. Không thể tin được là mình có thể vào được top 3. Mãi không ra con mèo này anh em nhỉ, cay nhỉ. Mèo ơi ra đi, sắp đi rồi. Vớ vẩn rau sau đi luôn này. Mà được cái là nếu mà rau này chúng ta đến rau quái là chúng ta lại có thêm rất là nhiều đồ. Có thể là tới 3 con cầm full đồ cơ. Chúng ta có thể có một cái lượng đồ như thế cơ mà. Sẽ có 3 con cầm full đồ. Nhưng mà 3 con cầm full đồ đấy phải kết liễu đối thủ trước khi đối thủ có thể là trụ được. Và chúng ta sau 20 giây chúng ta biến mất là chúng ta tự thua. Bây giờ chỉ cần lọt một con thôi là thua rồi. Lọt con Lancer là thua. 4 máu này thì lọt một con Berserker. Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi. Được, 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 được. Đủ bộ nhá. Rồi, để xem là có chơi được không nào. Ây da. Thôi Doom bỏ đi. Bỏ Doom ra. Ok nha anh em nhé, chia đồ ra thôi. Rồi. Phái đáy ạ. Berserker 2 sao anh em ạ. Ây da. Ui dồi ôi anh em ơi, con Berserker 2 sao. Đi luôn, ôi trời ơi. Dã man. Con Berserker 2 sao full đồ mà 1.7 chết ạ. Khỏe đấy chứ nhở. Bây giờ nó là mắc đồ cam rồi anh em ạ. Mắc đồ cam rồi, ăn được thằng này nữa không? Ăn được thằng này nữa không? Cố lên nào, cố lên nào. Hãy làm một cái quả như vừa nãy nhá. Hóa đẹp là ăn anh em ạ. Chỉ cần chúng ta hóa đẹp thôi, chỉ cần chúng ta hóa đẹp thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cơ hội, cơ hội, cơ hội. Được đấy. Nào cho nốt cái con Deflector lên 3 sao đi. Lóc lại, sao này lóc lại. Được không? Ui vãi đấy, Lancer 3 sao kìa. Ui thì ăn được không? Đang này hóa toàn mấy con bắn trưởng. Hỏng ơi, hỏng ơi, hỏng ơi, hỏng ơi, hỏng ơi, hỏng ơi. À, được không? Ui, anh em ơi. Ui, ui được luôn. Ơ nhưng mà nó có bất diệt. Hỏng rồi, hết giờ rồi. Ui trời ơi. 4 máu đi rồi. Nó có bất diệt anh em ạ, vãi đái. Anh em nhìn đồ nó là nó cũng thế giới đấy nhá. Gần như là tôi đã chiến thắng rồi anh em ạ. Chả qua là nó có bất diệt, nó mới bất tử được mấy giây là nó câu được ra qua 20 giây thôi. Chứ còn thằng này nó không có bất diệt là tôi thắng rồi đấy. Sẽ ăn được nó đấy anh em ạ. Dã man, hơi tiếc đúng không? Mà trận này nói chung là cũng căng. Anh em ạ, người về từ cõi chết mà. Còn có tí máu mà lật kèo về vị trí top 2. Và top 1 thì hơi khó, thằng này nó lên được Lancer 3 sao rồi. Với cả nó còn quá nhiều máu. Chúng ta không thể ăn được top 1. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Bộ Warrior thực sự nó đã quay trở lại rồi đấy anh em ạ. Rất là ok nha anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Nếu mà anh em đang tìm một cái bộ có thể đánh được với cái bộ beat thì 9 mét fake nó là giải pháp ở thời điểm hiện tại anh em nhá. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.
Bye bye.